sự động viên. Cách đây vài năm, tôi làm việc như một trợ lý hiệu trưởng một trường trung học địa phương với hơn 1.400 học sinh. Tôi thích quan sát và kiểm tra bọn trẻ trong giờ ăn trưa nhất. Một hôm, tôi trông thấy một cậu bé đổ vải sữa trên bàn ăn, trông thật bẩn, sữa tràn trên bàn, xuống ghế và sàn nhà. Tôi tiếp tục quan sát cậu. Tôi nghĩ chắc cậu ta sẽ chùn mất và để bàn ăn dơ lại cho người khác dọn thôi. Thật ngạc nhiên, cậu chạy qua quầy ăn lấy khăn lau và quay lại bàn. Sau khi lau sạch bàn, cậu quỳ gối xuống lau ghế và sàn. Tôi tìm mã số học sinh của cậu và gọi về nhà cậu. Sau vài tiếng reo, một giọng phụ nữ trả lời máy. Xin chào, tôi là Khánh, gọi từ trường trung học. Tôi nghe tiếng nuốt nước bọt và một khoảng lặng ở đầu dây bên kia. Tôi chợt nhận ra rằng lần nào tôi gọi cho các bậc phụ huynh cũng đều là những vấn đề gây rối trong trường. Tôi mới nói nhanh, con trai của bà cư xử rất tuyệt hôm nay ở trường. Rồi tôi kể lại toàn bộ sự việc. Sau một hồi im lặng, tôi nghe tiếng thúc thích. Có lẽ cô không bao giờ biết rằng cuộc gọi của cô có ý nghĩa biết bao với tôi. Chồng tôi mất đã lâu, tôi một mình nuôi con, thật khó khăn. Tôi biết nó ngoan ở nhà, nhưng tôi luôn tự hỏi con trai mình ra sao ở trường. Tôi thật cảm ơn cô. Cuộc gọi đã thay đổi suy nghĩ trong tôi. Từ đó tôi thường buộc mình mỗi tuần một lần dành ra một cuộc gọi khuyến khích đến các bậc phụ huynh. Tôi cố gọi cho những bậc phụ huynh mà con em họ ít khi được khen thưởng. Các bậc cha mẹ được tiếp thêm sức mạnh, bọn trẻ thì được động viên và tất cả chúng tôi thắng lớn.